để biết bao nhiêu phần trăm hoàn thành khóa học của bạn ở Delgado vào phần Quick Links. Sau đó bạn chọn lô là Login. Bạn nhập username and password. Sau đó bạn chọn Student ở dưới màn hình. Sau đó ở bên tay trái, bạn chọn Degree Works Dashboard và nó sẽ hiển thị bao nhiêu phần trăm hoàn thành khóa học của bạn ở Delgado.